Mệt tan à? Em cũng mệt quá chị ạ. Này, đi nhanh đi. Cầm cho chị đây. Sao em phải cầm? Nhanh lên. Nhưng mà em cũng mệt. Em có cầm không? Không là về chị mách mẹ đấy. Lúc nào cũng mẹ mẹ mẹ. Nhanh lên, cầm. Ơ kìa. Đây mà nó cầm rồi, bẩn hết cả cặp rồi đây này. Chưa gì chị đã vứt rồi. Mở cái mắt to ra mà nhìn chứ. Lúc người ta vứt ra thì phải biết mà nhặt luôn chứ. Thì ai biết đâu. Cũng là ông bắt em cầm. Thôi đi về. Chả lẽ đi ngủ ở đây. Ai cha cha. Mẹ yêu. Ôi. Con nhớ mẹ quá. Con gái của mẹ về rồi đấy à. Con đói, con vừa đói, con vừa mệt đó. Ui giời ơi. Con chào mẹ. Con vừa đói vừa mệt à? Vâng. Trời ơi, đi học về ngày nào cũng chạy bộ như thế, sao mà mệt được? Mẹ làm gì mệt đâu mà mệt. Đúng rồi. Em mới là người mệt đây này. Em đấy. Cầm bao nhiêu cái cặp đây này. Mẹ ơi nhìn kìa, mẹ cầm cái cặp cho con. Từ có mấy bước chân thôi mà em cứ lào bảo con từ đấy. Này bây giờ chị cầm đi. Mẹ thấy chưa? Con cứ cầm lấy đi. Thế à, con mệt chứ gì? Vâng. Con đói chứ gì? Vâng ạ. À. Được rồi, vào đây mẹ lấy đồ ăn cho nhé. Vâng ạ. À. Đi. Ơi, con cũng đói ạ. À. Rồi rồi, cứ đi vào đi. Đi đi đi. À, Hằng. Dạ. Vào cất cặp đi, xong rồi bê mâm cơm lên nhá. Để cho chị vào tắm rửa xong rồi ra phải chuẩn bị cơm luôn đấy, biết chưa? Nhưng mà con cũng mệt mà, chị có làm gì đâu. Nãy giờ chị chỉ đi tay không thôi. Nào, mệt cái gì mà mệt. Cứ cầm tí cái cặp cũng mệt. Thế con muốn ăn trưa không? Con có. Muốn ăn thì xuống dọn đi nhá, nhanh à nhá. Mẹ lúc nào cũng chỉ thiên vị chị thôi. Chị thì chả phải làm cái gì. Mình cũng mệt mà. Chị cũng mệt, mình cũng là con người, mình cũng biết mệt chứ. Lại bắt mình làm hết. Hằng đâu rồi? Mẹ ơi sao mà lâu thế? Con đã bảo con đói rồi. Rồi, đây, Hằng ơi. Hằng. Dạ. Làm gì mà lâu thế? Làm gì mà lâu thế? Tại vì em còn phải bày ra đĩa nữa mà. Đây, đây của con ấy, con ăn đi. Wow, hôm nay mẹ nấu nhiều món đấy. Tất nhiên nhiều món rồi. Nào, nào, nào. Cái này để cho chị ăn đã. Đúng rồi, người ta chưa ăn mà đã chén chén mà để lấy rồi. Mẹ ơi, nhưng mà nhiều miếng thế này mà, cho con một miếng. Nhiều miếng, à đây, đây, đây. Đấy, bóc bưởi đi. Bóc bưởi xong rồi, chị ăn xong thì con ăn sau cũng được. Đúng rồi đấy, bóc bưởi đi. Để chị ăn hết cái này, sao chị ăn bưởi giám miệng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ bóc ơi, đi. Con cũng mệt lắm. Vừa đi học về, con đói ơi là ôi đói giời luôn. Ơi. Bây giờ bóc được quả bưởi, con không có bóc gì, không muốn ăn cái gì. Nhưng mà con sợ chị ăn hết. Làm sao mà ăn hết được, con cứ ăn, cứ bóc đi. Làm như người ta là con voi, con cọp không bằng á. Chị cũng là con lợn rồi mà. Đấy, con ăn đi con. Vâng ạ. Uống nhất chị Tuyết. À mẹ ơi, hôm nay đi học á, con được 10 điểm đấy mẹ ạ. Được 10 điểm à? Vâng. Môn tô tượng mẹ ạ. Có 10 điểm mà cũng phê. Thế Tuyết được bao nhiêu điểm nào con? Mẹ, hôm nay nhá, con cho quê cho mẹ biết nhá. Hôm nay con rất là tiến bộ rồi, cô giáo khen con á. Khen con á? Chị vâng. Mấy điểm? Con được 6 điểm. Ôi, con được 6 điểm à? Vâng. Ôi, con của mẹ giỏi quá. Mẹ ơi, con được 10 điểm này, cao hơn 6 điểm, mẹ thưởng gì cho con đi. Ôi trời ơi, 10 điểm. Nào, 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 để xuống đây bóc xong đi đã nhé, xong mới được ăn. Bóc bưởi đây. 10 điểm, ngày nào con chả được 10 điểm. Đây này, con nhìn chị Tuyết đây này. Như mọi lần thì toàn được có 1-2 điểm, hôm nay được 6 điểm là quá tiến bộ rồi. Mẹ sẽ thưởng con. Chiều con muốn ăn cái gì hay là muốn mua gì, bảo mẹ, mẹ đưa đi mua luôn. Vâng. Mẹ, con được 10 điểm cao hơn, mẹ phải thưởng cho con trước. Mẹ ơi mẹ, nào. Con tô 6 điểm, tuy 6 rồi nhưng mà rất là đẹp luôn á. Mẫu đâu? Ở trong phòng học của con ấy. Vào vào lấy ra đây cho mẹ xem nào. Hằng, vào lấy ra đây. Mẹ bảo chị mà chị lại bảo em. Thôi thôi thôi. Đang bận ăn. Con bảo lấy đi, lấy trong ra đây để mẹ xem nào. Để cái gì không hằng hằng hằng. Mà mẹ ngờ, ngồi cái ở bên câu, mà nhờ có một tí câu. Thôi mà. Mẹ món gì đây? Đây á, à, chả cá con ăn đi con. Con không ăn cả lấy. Đây, ba món này thao mà ăn nhá. Vâng ạ. Đâu rồi? Đây ạ, à, mẹ đây ơi, à. Cái bài đẹp đẹp này là của con này, được 10 này mẹ này. Đây ạ. À. Vâng ạ, à. Còn bài này á, thì được có 6 thôi, đó của chị Tuyết đây. Của con em mẹ, mẹ biết đây là con gì không? Cáo chín đuôi đó. Đấy, chà chà, cáo chín đuôi à? Vâng. Mẹ thấy đẹp đây. Cái này là hồ ly luôn. Mẹ ơi, đây là cô công chúa này. Con tô được nhiều màu ơi là nhiều màu luôn. Con còn dán cả đá đây nữa mẹ này. Được rồi, ui giời ơi, cái này được 10 điểm thôi, cứ để đây đi. Đây đây.
đấy, con gái của mẹ có được 6 điểm mà. Vâng. Lần sau tiến bộ hơn nữa nhá. Vâng ạ, à, lần sau con sẽ cố lên được 6,5 điểm, 7 điểm. 7 điểm. Sao nào mẹ càng thưởng nhiều cho biết chưa. Con thưởng cái gì? Thì mẹ đã bảo rồi, chiều muốn mua gì hay muốn ăn gì mẹ mua cho còn gì nữa. Mẹ nhớ nha. Rồi. Chiều nay mẹ nấu món chân xào chua ngọt cho con. Ừ, Hằng bóc xong chưa con? Lâu ha. Con đói quá, cho con một miếng đi, xong con mới có sức để bóc buổi chứ. Trời ơi, cứ bóc đi. Hả? Ăn đấy. Em muốn ăn cái này cơ. Thế thôi, nhịn đi. Bóc bóc nhanh đi, con ngồi vào ăn nhanh con. No quá mẹ ơi. No rồi à. Vâng mẹ. Thì đây, đợi em nó gọt hoa quả xong thì ăn nhá. Con bảo ăn bưởi ngay bây giờ, ngay lúc này. Đây, đây bưởi đây. Đây, đây, con ăn đi. Đây. Mẹ, thế đồ ăn đâu hết rồi? Thì đây, đây con. Đây, đây. Đây này con. Ui, hẳn 3 miếng á mẹ. 3 miếng đi. Của con đi, ăn đi. Ăn đi nào. Sao lúc nãy nhiều mà bây giờ còn có từng này nữa. Nhiều thì chị ăn hết rồi. Chị với cả mẹ hai người tận hai cái miệng nó chẳng nhiều à. Phải ăn nhiều chứ. Con ăn đi. Ăn đi xong rồi tía dọn cái vỏ đấy. Đây tía còn ăn bưởi nữa này. Thầy đồ ăn đi cứ bảo là hết rồi. Người bé tí bé tẹo mà cứ muốn ăn nhiều. Ăn nhiều có ăn được đâu, để lại cho nhiều á. Chắc là chả ăn hết lại bất phí. Mà mẹ thấy bảo con đang giảm cân. Mà giảm cân thì ăn ít thôi, ăn từng đấy là đủ rồi đấy. Nhưng đúng mà con cũng phải ăn cho đủ sức để còn đi học chứ. Rồi đi học có làm gì đâu, lên lớp học mỗi chút thôi mà cũng đòi ăn nhiều. Đúng rồi đấy. Thôi làm chị ăn nhiều đấy. Chị khác. Chị lớn phải ăn nhiều chứ. Ăn nhanh đi xong rồi vào nghỉ ngơi tí, em chiều mẹ còn cho đi chơi chứ. Mà chiều Hằng ở nhà đi dọn nhà dọn cửa, giặt hết quần áo cho mẹ nhá. Nhớ nha. Đi chơi mà. Đi chơi lần sau mà được điểm thấp thì mẹ cho đi chơi. Đúng rồi. Được 10 điểm cho đi thì ngày nào cũng được 10 điểm luôn đâu. Mẹ ơi con mang cái này vào phòng ăn nhé. Ừ được rồi con mang vào đi. Mẹ con có muốn ăn bưởi. Giời mẹ vừa bảo rồi ngồi ăn ăn luôn đi không ăn. Thôi ăn con xong thì. Con làm gì bán đồ ăn đâu. Thôi thôi còn lại gì thì ăn nốt đi, ăn xong rồi thì ở đây. Xem đây còn sót cái nào thì ăn nốt. Ăn xong thì dọn đi nhá. Mẹ quá đáng mà chứ. Đã không cho ăn cái gì ha. Bởi bắt mình bóc xong rồi bây giờ cũng chả được múi nào. Yeah, chơi bắp ít điện tử thôi. Trời ơi, mấy cái màn này á thì có mà đơn giản luôn. Đua đây. Ơ, của em mà, em đang chơi mà. Kệ em. Ơ chị buồn cười nhỏ, cái này của em tự dưng chị ra đây không chị tranh đây. Rồi chị thích chơi đấy, làm sao nào. Không, đưa cho em. Không, đưa đây. Đưa ơi. Nè. Lại mẹ mẹ. Hằng ngại làm gì chị mà để chị khóc lên đây. Nè. Chuyện gì đây. Nè. Con thích chơi bóp ít đây này. Con muốn chơi nhà em Hằng không cho con chơi đâu. Ơi, cái này là của con mà. Của chị Tuyết Na hư rồi còn gì nữa. Trả đây này. Đưa đây cho mẹ nhé. Con nhá, làm em kiểu gì đây. Chị muốn cái gì đưa cho chị chơi chứ. Đúng rồi. Chơi chán luôn gì đó. Đây của con đây, con chơi đi. Nhưng mà mẹ, cái bóp điện tử của chị Tuyết chơi chán rồi. Bây giờ còn lo tranh của con. Nào, đấy. Con cứ làm cho chị khóc. Thế có phải là mệt không? Mẹ. Ngoan đi. Xong chị được ăn cơm sau. Đúng rồi. Con cứ chơi đi. Của ai cũng được. Tất cả ở trong nhà này đều là của con hết. Vâng ạ. Con cứ muốn thì con cứ lấy mà chơi biết chưa. Vâng ạ. Ờ mẹ. Ờ cái gì. Đánh nhau một cái vào đầu bây giờ. Ờ quả mơ cả hột. Lêu 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 lêu. Thôi đi vào trong nhà dọn nhà đi. Đừng ngồi đây làm gì. Con vừa mới nghỉ được một lát lại đi dọn nhà. Thôi đi vào dọn đi. Nghỉ hẳn một lát rồi đấy. Mẹ nói một câu cãi một câu ngay. Miệng cứ xoẹt xoẹt xoẹt. Đi vào đi. Vâng. Mẹ nhờ. Thôi con cứ chơi đi. Muốn cái gì ấy mẹ mua cho hết. Muốn lấy cái gì của em ấy, thì cứ bảo mẹ. Mẹ lấy cho chơi biết chưa. Vâng ạ. Ừ, không được khóc nữa đâu biết chưa. Vâng. Hí. Tranh với mình á. Tranh kiểu gì. Tên 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 tên. Yeah. Bác biết là của mình. Mở nhá. Chả mở luôn đi. Ok. Mà tớ bảo nhá, mấy hôm tớ mua rồi đấy. Hôm sau phải mua đi biết chưa. Mới mua còn mấy hôm chơi với nhau á. Bạn bè xã hội mà thế à. Ôi này anh ơi. 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 Lần sau mua cái gì mà mua cái gói to to lên tớ đổ cho tớ xem này. Ui giời mua có bằng này mà. Ôi mua. Có 4 viên. Mỗi người 2 viên. Đây Cammy. Ngon mẹ. Không nhớ ăn được đấy. Nhớ đấy lần sau phải mua cái khác nhá. Tớ mua rồi. Đấy. Hay là mua thêm mấy hôm nữa đi. Thôi. Bạn có mua không không mua tớ không chơi cùng nữa đâu đấy. Sao mà không mua.
Nhà tớ á, mẹ tớ đầy tiền á. Đây, tí về mà lấy luôn. Nhờ tớ bảo lấy luôn, lấy nhiều nhiều vào. Xong rồi chiều á, ra mình có thể đi mua hình xăm mình dán luôn. Xăm á? Ừ. Được rồi, đợi tớ để tớ về tớ nghĩ cách. Tớ lấy tiền, nhà tớ đầy tiền, tớ mang nhiều cho mày xem. Nhớ mang nhiều và lấy nhiều biết chưa? Ở đây đợi nha. Ok, về lấy luôn đi. Ê, lại chuẩn bị có tiền mua đồ xăm rồi. Thả hầu ăn kẹo đây chứ. Không biết mẹ có để tiền ở đây không nhở? Bình thường là mẹ hay đeo mấy cái túi này đi làm này. Chả thấy đâu cả, toàn cái gì đâu ấy. Một túi này chả có. Mẹ để ở đâu không biết được. Ví mẹ này. Wow, mẹ mình nhiều tiền thế. Ui, chỗ này á mà mua kẹo thì có mà mua được nửa cái tạp hóa luôn đấy chứ. Ấy, đây nữa này. Chị. Gì? Chị làm gì đấy? Làm gì đâu? Sao lại lấy tiền của mẹ? Em nhìn thấy rồi nha. Kệ chị, ai cho em xem vào việc của chị hả? À, chị mau đưa lại đây. Không, đưa bỏ lại. Đây. Không, đưa. Đưa lại. Chị dám lấy tiền của mẹ à? Đưa đây, bỏ tay ra đi. Liên quan gì đến em hả? Nhanh lên. Nhanh lên. Không được. Bỏ tay ra. Thấy chị đã sai rồi đây. Sai gì mà kệ chị, liên quan gì em? Chị cần gì đến tiền, mẹ suốt ngày cho chị tiền được còn gì nữa. Chị phải đi lấy trộm như thế này. Bỏ tay ra, nhanh lên. Có chuyện gì đấy hai đứa mà lại cãi nhau rồi? Mẹ vào mà xem. Mẹ, mẹ có chuyện gì đây? Mẹ ơi, con bảo này, em Hằng á, em trộm tiền của mẹ đấy. À, đây đây, mẹ thấy đây. Chị được. Nói cái gì đây? Đưa lên đây, bằng chứng đây còn gì nữa? Mẹ ơi, mẹ không phải con lấy đâu mà chị Tuyết lấy đây. Chị Tuyết đang có ý định lấy tiền của mẹ. Dạ. Con lấy lại đây. Bây giờ mẹ thấy cái ví này trên tay con nhá. Ai dạy con tính lấy trộm tiền của mẹ như thế hả? Đúng rồi đấy. Hay đến lớp với bạn bè rủ dê bảo về lấy tiền để cho các bạn bè mua kẹo cho các bạn. Không phải, con không lấy mà chị Tuyết lấy mà. Mẹ nhìn kìa, bây giờ nghi ngờ cho con ấy. Biết thì ngày nào mẹ cũng cho tiền rồi, làm sao mà phải lấy đầy đủ hết đồ rồi. Con vẫn hư lắm nhá. Con không lấy mà mẹ. Tiền để đây của mẹ mua đồ ăn ấy, dám lấy à? Chị nói đúng rồi sai đi. Mẹ là kìa. Nào. Em lấy chứ ai lấy. Bằng chứng nhằng đây rồi, mẹ thấy hết rồi nhá. Về mẹ sẽ mách bố con. Con không lấy mà. Nào, thôi, tốt nhất bây giờ vào úp mặt vào tường cho mẹ, nhanh lên. Vào úp mặt vào tường nhanh. Đi. Chị phải úp đi. Còn lâu nha. Hôm nay cho nhịn cơm luôn, cái tính thói ở đâu đi ăn trộm tiền của mẹ. Nhịn đi cơm, luôn. Nhịn cơm, nhanh. Nhịn cơm. Leo. Làm việc tốt là còn bị phạt á. Đúng là bất công mà. Bất công cái gì mà bất công. Thôi, con gái ngồi xuống đây. Trời ơi, may mà có con ấy. Đúng không rồi đấy mẹ. Em Hằng lấy hết tiền của mẹ rồi. Trả vợ ấy. Thôi đi, mẹ cho con 200 tiêu. Mẹ cho thật không, chứ con không có trộm đâu nhá. Thì mẹ biết rồi. Con xin. Cầm tiêu vừa vừa thôi nhá. Mẹ ơi, mẹ con bận rồi, con chào mẹ nhá. Thế là đi luôn à. Mình nói thật thì không tin mình chứ. Này Hằng. Mẹ. Con học cái thói đấy ở đâu đấy? Đâu lại đi lấy trộm tiền của mẹ? Con mẹ dạy thế mà không? Mẹ phải tin con chứ, giờ lúc nào á chị Tuyết nói gì mẹ cũng tin, trong khi đó chị Tuyết là người sai. Con nhận đi, nhận thì mẹ còn tha lỗi cho, lần này thì mẹ tha cho, không có lần sau nữa. Mẹ không tin con á thì mẹ xem lại camera đi. Mẹ. Sao? Mẹ xem lại chị Tuyết đi. Dạo này á chị Tuyết đi học thì vào muộn này, xong rồi toàn ăn quà vặt ở ngoài cổng trường thôi, xong rồi toàn giao du với những cái bạn mà nổi tiếng nghịch nhất trường ấy. Đây đây đây, lại bắt đầu nói xấu chị Tuyết rồi đấy đúng không? Bây giờ chị Tuyết không có đây. Không nói xấu. Ê, đồ ăn thì mẹ mua suốt rồi, làm sao phải ăn đồ ăn ở cổng trường nữa. Con không biết, mẹ không tin con á thì mẹ đi xem chị Tuyết đang làm gì đi. Mẹ không tin con nói á thì bây giờ con nói gì mẹ cũng không tin thì thôi. Bây giờ mẹ đi chứng kiến tận mắt đi. Được rồi, để mẹ đi xem. Nếu mà không phải là về cho mẹ, mẹ cho con nhịn cơm cả tháng luôn đấy. Vâng. Được rồi, nhớ đấy nhá. Lúc nào ông chẳng tin con thế nào. Không biết cái Tuyết đâu nhỉ. Vừa thấy cái đoạn này xong. Ồ. Ái chà chà. Nó chơi với ai kia? Nhìn như đầu gấu đấy nhỉ.
À không. Gì đây? Nhìn đây này. Ta da. Ghê chưa? 2 lít đó. 2 lít đó. Ui giời ơi, thế mà lấy nhiều rồi không lấy. Này, mấy cái gói kẹo bẹp bèo kia mua có 5-10 nghìn mà bây giờ đưa 2 lít chê á. Thế mua bao nhiêu ngày rồi? Thì cái này á, mua hôm nay thôi, ngày mai á, lấy tiền nữa. Thôi, bây giờ nha, mình đi mua hình xăm lại mua đồ ăn nhá. Mua hình xăm á? Ừ. Ở đâu bán? Ở ngoài kia. Đi luôn. Đi. Xăm cho đều vào đấy. Ok. Khối tiền đây chứ ít đâu. À, lần này chắc là thành chị đại luôn đây mà. Hình này nè. Hổ báo cáo cáo trồn luôn ơi, hình rồng luôn ơi, hành to nhất đây. Chưa được chưa? Chưa chưa, để cho nó ướt hết đã. Ok ok. Chuẩn bị đã, rồng lên ngơi. Mở đi mở đi. Từ từ, cho hết xuống nhá. Ok ok. Xem nhá. Wow, đợi chờ. Đấy. Ghê chưa? Rồi. Yeah. Đấy chưa? Ui. Đẹp thế nhở? Rồng chưa? Rồng bay đến mây luôn. Tuyệt, ra đây mẹ bảo ngay. Thế bây giờ ai chẳng phải sợ. Thôi, lên mây thật rồi. Hả? Ôi. Mẹ đó, này đi đâu đấy? Mẹ. Nào nha, mẹ thấy hết rồi nha. Bao nhiêu ngày mẹ chiều chuộng con như thế. Còn mẹ cứ tưởng là con ngoan, nghe lời mẹ. Con ngoan mà mẹ. Ngoan, ngoan thì, ôi giời ơi. Cái này, ai cái cho này. Xăm này. Cái này là xăm, mẹ xăm đâu này thì xăm này. Cái à. Này có gì đâu à, mẹ. Không có gì à. Nào à, lấy tiền của mẹ đi mua đồ này. À chà chà. Em Hằng mà. Đúng rồi, em Hằng nói đúng. Là con lấy tiền của mẹ. Xong em Hằng thấy em Hằng giữ lại. Bây giờ con lại đổi cho em Hằng đây à. Em Hằng không nói thì mẹ đi theo dõi con. Thì làm sao mà mẹ biết sao được. Sao mẹ lại theo dõi con? Mẹ đã đi từ nhà đi theo dõi. Đi vòng đây. Mãi mới thấy con ngồi ở đây. Giờ thành hư rồi đúng không? Mẹ nói không nghe rồi phải không? Giờ xăm sổ lại chơi với mấy cái bạn đầu gấu như kia. Xong rồi về còn lấy trộm tiền của mẹ. Ê, lấy mẹ. Trộm tiền này thì lấy trộm tiền này. Đấy là mấy bạn xã hội của con mà các bạn tốt lắm đấy. Tốt cái gì? Tốt chỉ vì tiền của con thôi nhá biết chưa? Không, các bạn ấy cho con ăn kẹo quá. Kẹo cái gì? Bây giờ mua hình xăm mà hư hỏng này. Xăm nhiều là mẹ đuổi ra ngoài luôn đấy. Mẹ về khoe bố luôn cho con ở nhà luôn không cho đi phải đi học mẹ. Nữa. Con phải đi học chứ. Không đi học gì hết nhá. Bao giờ cái hình xăm này xóa hết đi thì mẹ sẽ cho đi học tiếp. Còn nếu không á thì cứ ở nhà đi. Lêu động chơi bời. Sao mà nó hết được à mẹ? Rồi xăm mà rồi mà. Biết. Từ ngày mai con về làm việc cho em Hằng ngay nhá. Về xin lỗi em Hằng ngay. Để mẹ phải trách nhiệm với em Hằng rồi. Mẹ, con không xin lỗi em Hằng đâu. Nào, có xin lỗi không? Mẹ sẽ không chiều con nữa nhá. Đừng có mà nhìn mẹ hiền mà cứ muốn đòi hỏi nhiều. Về xin lỗi em Hằng ngay. Để mẹ lại phải trách nhiệm em Hằng rồi. Nhanh, đi về.